Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh Nhân Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là combo bộ dàn lạnh và dàn sưởi trong xe của xe Vios 2016 đến 2018. Đây em nhé. Đấy, cái dàn sưởi và dàn lạnh của nó thì khá là nhỏ này. À, về cấu tạo của sản phẩm thì từ dàn nóng đến dàn sưởi của nó được sản xuất 100% nguyên vật liệu chính, đó chính là hợp kim nhôm. Đây, đây chính là cái dàn sưởi của nó anh em nhé. Đó. Đây là hai cái ống ra ống dẫn nước dàn sưởi này. Và đây là dàn lạnh. Dàn lạnh của thân này khá là bé. Đây. Ngày hôm nay là đang giới thiệu tới mọi người là cái sản phẩm, đó chính là bộ combo bộ dàn lạnh và dàn sưởi của Vios 2016. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp.